Hello cả nhà Sao nha. anh hỏi em là gì? Anh định hỏi em là không xỉn hả? Đi nhậu cả ngày nhưng mà không xỉn à? Nhậu có hai tăng như đâu cái này. Ui Ôi mấy người này đâu đủ trình để hại em. dồi. Chào Nguyễn Phúc nha. Hôm nay đi chơi ở những đâu mà vui thế? Nằm ở Thật bên ra này thì mà. hôm nay là lịch trình của nhóm Dewawi. Hôm nay là xuống nhà chú Vinh Đỗ. Rồi sau khi mà xuống nhà chú Vinh Đỗ thì đi ăn heo mẹt. Heo mẹt là ăn heo mỏi á. Đổ những mẹt đó thì em có chụp hình lên đó. Ăn heo Ủa, mẹt xong rồi lại heo đi để qua trong nước bên mẹt thì gọi là heo mẹt đúng không? đúng, heo để lên những cái mẹt thì gọi là heo mẹt. Đó Đấy, cho rồi nên xong là rồi lát sau mà khi có ba sọc thì người ta gọi là ba que. Cứ có đúng gì mà cứ cãi. cứ vậy cũng phải xương si qua xương si lại trời Thật có đấy. ba que kìa. Nên con heo mà để trên con gà gà Tây nhé, để ở bên Tây thì gọi là gà Tây đúng không? Nó cũng là con gà thôi. Đấy, heo Căn để bản nó con cũng là gà con thì gà thôi. cũng là heo mẹt. Thì cái lá cờ có ba gạch thì người ta gọi là ba que. Có cái gì mà cứ kêu. Cứ sân si hoài vấn đề đấy. Đã nói từ hôm trước rồi mà mấy ảnh cũng ngộ nghĩnh lắm. Mấy anh để lá cờ của mấy ảnh lên thì không sao, mà người ta chế cờ cái mấy ảnh ngồi mấy anh ý kiến làm sao tôi cũng không hiểu. Đúng rồi, hôm nay AQ có hỏi anh về vấn đề về cái avatar của anh em mình. Thì Đó bảo bây anh giờ. ơi, sáng nay em livestream anh cũng đó, anh hỏi em nói luôn, em cũng trả lời luôn á, là cái việc anh để avatar như thế nào á, hồi trước đây mọi người cũng đã ý kiến rồi, nhưng anh nói là cái gì nó quyền của anh đúng không? Bây giờ anh nói quyền của anh thì người ta để avatar đây để quyền là quyền của người ta, Với cho anh lại ý kiến gì? nói chung là nước Mỹ mà, các vị đang đi theo văn hóa Mỹ mà, tôn trọng sự thật mà. Thì các vị là những người đu càng bay đi thì chúng tôi là những người ở trong nước đứng nhòm, thì chúng tôi chụp cái hình đấy có cái gì đâu mà cứ phải lăn tăn. Trong cái hình đó, thật ra trong cái hình đó có gì là sai? Đúng Đâu, em rồi. nói thiệt luôn, trong cái tấm hình đó có gì là sai? Khi mà tấm hình đó chỉ nói lên là có một người đu lên mấy trực thăng thôi, có gì Đấy, đâu. còn đu một tay không tự hào thì thôi. Chứng tỏ là Còn người đó hai khỏe, người hai ta còn người sức cộng chiến sản đấu mà. nhưng người ta khỏe, người ta đu một tay lên mấy ra trực thăng. Đấy, cộng sản mà đu quả đấy rơi mẹ bịch xuống đất lâu rồi. Đó rồi, bởi vì khen mấy anh khỏe anh uống gì nữa. Đấy, đấy cho nên là cứ phải lăn tăn cái hình avatar của anh em mình làm gì cho đau đầu đúng không? Đúng mà ngộ, mà sao đâu phải chỉ anh em mình đâu, đâu phải bảy người mình đâu, rất nhiều các anh chị cũng ở đây là cũng là rất cảm ơn mọi người mà đã rất là ủng hộ cái logo avatar của tụi em đó, em đưa lên là mọi người lấy đó, mọi người chia sẻ rồi mọi người làm cái avatar, rất nhiều anh chị làm em cũng thấy là rất là vui. Mà sao không Hôm biết nay sao AQ cứ mà mấy sân anh ý si mãi kiến cái quá. chuyện đó. Thế Anh sân là si hôm từ cái nay hôm mà mình làm avatar rồi. tối hôm trước thì em lên live nhưng mà hôm đấy muộn rồi anh còn phải ngủ rồi mai anh đi làm nên là không, lúc đấy là một giờ đêm bố rồi mà các ông. Chào Ngọc Nguyễn nhé. Thế xuống nhà chú Vinh Đỗ xong mà lại tiếp tục hành trình đi đâu à? Hành trình đi ăn heo mẹt đó. Heo mẹt xong rồi chú Vinh Đỗ là vì hôm nay là cuối tuần thì chú cũng có công việc ở nhà. Nên là chú Vinh Đỗ đi về thì tiếp tục là có chị Hà My cũng đi chạy qua nữa. Thì em với mọi người nói chung là đi chị Hà My và thêm một bạn nữa chạy từ Tuất ở dưới Long An chạy lên trên 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 Bình Dương á, Cả để cả anh Bình Dương nữa đúng không? để gộp vô nhóm đi chơi chung, rồi lại tiếp tục đi qua một cái quán khác cũng là quán quen ở trên Bình Dương luôn, rồi nó vô đó rồi nhậu thêm chập nữa mới về. Lớn nhỉ, các ông ở nhà đúng sống cuộc sống cộng sản luôn. Cho nên Khổ lắm, đâu có sung sướng gì giống như mấy anh ba que ở bên nước ngoài đâu. Mấy anh được đi làm tối ngày, còn mình nghỉ thì mình đi ăn nhậu thôi, cũng khổ mà đi ăn nhậu cũng coi như đi làm rồi. ăn nhậu đâu sướng đâu, anh nói thật ăn nhậu không không sướng đâu. Ăn nhậu nó khổ lắm. Nhiều khi còn trốn ở Ăn mầm. nhậu nó cũng Mẹ bom đạn thì riêng cái người cộng sản nó buồn cười, nó bom đạn để thì hồi nữa nói cho cười anh không Lưu Ly chớ. nghe. Anh Lưu Ly, anh Lưu Ly, anh có được hỏi về vấn đề lương bổng chưa? Lương bổng anh AQ anh hỏi á.
Anh thì chưa, anh thì không không nổi tiếng nên là không 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 ác quy không hỏi, nhưng mà anh thấy giả chú 6 triệu bạc thì nó rẻ thế. Nó coi thường nhau quá. Thường nhau quá luôn á, trong khi á, là lúc đó là ngay cái lúc đó em đang ngồi ở đó vậy á, thì hả, đưa ra 6 triệu bạc, em hỏi làm cái gì mà lấy 6 triệu bạc, thì anh nói là 6 triệu thì chỉ cần ngồi xe bài thôi, không có cần mà lên livestream hay là phản biện gì hết, nghe cũng có lý nha. Mình chỉ ngồi xe bài thôi, nhưng mà xong rồi mình nghĩ lại, mà 6 triệu mà là 1 tháng trời chỉ ngồi xe bài thôi thì buồn chết, mà trong khi chưa bằng 1/5 cái doanh thu hàng tháng của mình, nó mới mình ngồi đi xe bài cho người ta, Nhưng cái xong vấn chỉ đề là nhiều lúc công việc thì nó nhưng mà đâu, vấn không đề đâu tính phải là thêm, tiền là trên hết, không phải, đâu phải nhưng tiền mà là nó trên hết không không đâu. tính, anh thấy này, không tính thêm trợ cấp, bởi vì là thường bài viết thì ở bên Mỹ đăng vào lúc buổi ban ngày, ở Mỹ thì bên này lại ban đêm, làm đêm làm Đúng hôm thì phải rồi, tính trợ cấp chứ, kiếc đàng hoàng. Mẹ bên lại Mỹ đúng các ông giả lương bèo thế, có ai theo rất các ông đúng, ai mà chịu được. thật đấy. Xong Bây giờ tôi nói cái thật, thì các ông chúng tôi đang làm ở cộng sản được 8 triệu 10 triệu một tháng, mà bây giờ các ông gọi về làm 6 triệu cứ bỏ làm sao, chúng tôi chẳng đập vào ồ, mặt. anh phát anh về rồi. Nhưng mà như thế này là khi đó thì chú Vinh chú ngồi đó thì chú cũng coi tin nhắn vậy, em cho chú Vinh coi, em hỏi chú Vinh là lương bổng gì được không chú Vinh, thì chú Vinh chú mới nói là bây giờ con đi xuống dưới đây con làm cho chú một ngày, con chỉ cần con mở livestream lên cho chú nói chuyện với AWI thôi, 1 tháng chú trả con 10 triệu, bao luôn tiền cà phê sữa, tiền cơm, tiền nước, tiền ăn, tiền ở, cũng còn thơm hơn nữa. Mới gì làm cho nó kêu 6 triệu bạc, chưa đến Sao bên 300 Mỹ, nữa. sao bên Mỹ họ 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 Chào anh lĩnh lương Tết thấp thế về nhỉ? rồi hả? Sao bên Mỹ mà Gì em lương nói lương gì? bổng thấp vậy? Thế thì đa Mà đảng đa ảnh còn béo nói đi. với em, ảnh còn nói là ảnh còn nói với em thêm câu nữa là lương ở bên đó là mấy người làm neo với mấy người mà làm rửa chén hay gì á cũng nhiêu À, đó rồi. làm neo rửa chén bưng phở. Thế thì Nói thôi, nghe đa em đảng buồn làm hết sức luôn á. gì. Mình tự nhiên cái em nghĩ em thấy bà con bên đó cực khổ quá, Thế thì thôi, ở cứ ở mà sao mấy anh cộng sản bây giờ lương 80 đến 10 triệu một tháng rồi, chứ sang đến đa đảng rồi mà mới giả có 6 triệu. mà thay vì như vậy á thì anh nói anh cần cái ad Facebook của em nói thôi vậy thôi, giờ thay vì anh trả em tháng 6 triệu thôi, giờ em bán hẳn ad Facebook của em 4 triệu luôn cho anh đó, đúng không, anh thấy hợp lý không? Thì thay vì giờ anh trả cho em lương 6 triệu một tháng thôi, em bán luôn cái ad của em cho anh luôn, lấy 4 triệu thôi, Chuẩn anh luôn. lấy tiền đó rõ ràng. Bây Lại giờ anh lấy cái xong là tiền đó em dẫn anh em chúng đi lại đập nhậu, cái anh ad muốn lại làm gì đặt xài lên cho đi làm, đâu. chứ đâu có gì đâu mà nó rõ ràng như vậy mà bây Có giờ mà khi xem là bán hộ anh cái ad của anh, với ad của anh bằng anh Bình Dương ạc kiếm của anh coi vậy chứ không có giá đâu, tí anh không có giá đó. Anh phát anh nói rồi, em từng nhậu 3 ngày chưa tính là những cái ngày mà về công việc nữa, mà bây giờ mà anh lương bổng anh tính cái đường đó nữa. Thực ra lúc đầu là em không có định đăng đâu, nhưng mà lúc sau em nghĩ là má lỡ không đăng mà ảnh chơi chiêu trước mình, anh lấy cái tin nhắn của mình ảnh đăng lên, nó nói là tôi đã thu phục được thằng Chu Mập nó, hơi chết mẹ tôi luôn, cái tự nhiên ạt tôi bán 1 triệu cũng không ai mua luôn, quan lắm. có nghĩa là phải minh bạch, đấy là Mình người phải gọi minh là bạch chứ đó, giờ phải anh minh muốn bán gì bạch. anh mua đúng không, giờ tôi sẵn sàng, giờ mình bắt đầu là giao dịch thẳng thắn với nhau, giờ mình nói 4 triệu là bán cho anh Đúng. luôn, nhưng mà anh có quyền trả giá, anh có quyền trả giá. Giờ anh nói là Trung ơi, giờ thật ra là cái việc em đăng bài lên là cũng làm ảnh hưởng đến cái uy tín của anh rồi, nên anh trả cho em ha 3 triệu được không, nói là ok 2,5 triệu cũng được, anh đưa đây thì tôi lấy, giờ anh không vô bàn gì với em, trả về trả nó gì, buồn hết sức buồn. anh bằng khả năng bán cái ạc của anh là cũng phải được đến 3 triệu ấy, 3 triệu rưỡi. Mà trong khi hồi nãy là đi nhậu cái dầu đó hết 4 triệu mấy, mẹ chào sau hết 4 triệu mấy cũng tiêu rồi. Rồi anh tính rồi coi anh nói thì chưa bằng anh trả cái lương hết mày bằng dầu nhậu của người ta, rồi anh đành đoạn anh còn chơi vậy nữa. Anh làm cường để lưu ly ơi, A Quy Nguyễn với ba sọc thường tự tóm tóc mình rồi nhấc lên nghĩ mình biết bay. Khổ 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 lắm. Nhưng mà nếu mà có anh A Quy ở đây thì cũng nói với anh A Quy như này, là nếu mà chỉ có 6 triệu thôi đấy thì thôi tôi lại ở một chế độ cộng sản đang yên bình, chứ còn bây giờ lật đổ cả một chế độ có lương cũng chỉ được có 6 triệu một tháng thì chị lật đổ làm cái gì? Đó là cái gì? Các ông cứ nghĩ
Hình như các ông nghĩ là ở Việt Nam lương chắc chỉ được 2 triệu ra. Bây giờ tôi nói này, muốn thu hồi một gọi là thu phục một thằng, chiêu hồi một thằng cộng sản nó sang bên phe các ông, muốn lấy danh tiếng của nó, ông phải giả tâm, phải cỡ, phải như kiểu Ronaldo sang Juventus. Thôi ba, nói chuyện trên trời nữa. 50 triệu đến 10 triệu được rồi. Cái mới có 10 triệu nó nhảy sang luôn rồi. Được giá thì bán rồi chứ. Thế à, anh hiểu rồi. Anh hiểu tại sao mà chú lại làm cái quả gọi là thấp thấp. Anh phải hiểu rồi thế này, trong cái bài toán kinh tế mà kinh doanh là phải có lời á. Thì bây giờ mình thấy cảm thấy là ok, bán cho ảnh tức là không cứ nói thẳng đây, nói thẳng luôn nè, bây giờ anh trả giá nhiều em cũng bán á, nói mẹ gì cho nó vuông, bây giờ anh đã giá bao nhiêu cái đặt tôi cũng bán á đó, khỏi dòng dài. Cứ nói thẳng câu là nằm trong khả năng chi trả của anh bằng. đòi cao quá mà nằm ngoài cái chi khả năng chi trả của anh bằng, anh bằng không níu kéo không, anh bằng bản thân thứ nhất là anh bằng không níu kéo, và bản thân thứ hai là em cũng cần em lấy tiền đó là ngay, chứ em không có, anh bằng anh thiếu nợ dai lắm, anh lương lương bổng người ta mà ảnh cứ cứ lấy đi chơi rồi banh bóng rồi này nọ, nợ dai kinh hồn. Đấy, chứng tỏ nói là tiền đổng mặt mà không có cười trừ, tiền mặt nó vẫn 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 hấp dẫn hơn là tiền tiền hứa đúng không? Cho nên là cuộc sống cộng sản bây giờ nó đang ở bên mặt này, nó cũng nó vẫn chất lượng hơn là cái lời hứa của ba que khi ra đảng đấy. Thế hôm nay anh Bàng này, anh Bình Dương lúc chào chào anh đấy là hình như vợ anh Bình Dương à? Ừ đúng rồi. Anh Bằng với anh Bình Dương là giống như là chị em phụ nữ vậy, đâu có uống bia rượu gì đâu. Có mình em với chú Hoàng, anh Phết. Đó, uống thôi, anh Việt Bình Dương uống. Chị Hà My, chú Vinh Đỗ. Anh Bình Dương còn ra quay hẳn con lợn rừng. Ừ, đúng rồi. Không phải là nói xấu đại ca mà là... Sao lại nói xấu đại ca chó là sao hả Thái Thái Hùng Huỳnh? Chơi nói xấu đại ca. Đó, nói gì? Thôi thằng này cứ để cho nó viết thêm hai câu nữa. Ông anh này em biết ảnh mà. Chắc không là biết nhầm anh... nhầm thứ tự nó đó. Kết chị Thảo Nguyên rồi, bây giờ mới phát hiện ra là A Quy với Thảo chị Thảo Nguyên là đang na niếm nhau. Chị Thảo Nguyên bây giờ chỉ cần A Quy chỉ cần thay đổi avatar sang cờ đỏ phát lại là mốc liền. Không thật, nói từ lúc mà riêng cứ chị Thảo Nguyên vào phát A Quy không tích chat, không hỏi han gì nữa. Còn nhìn thế, anh Hà Quy thì hôm nay cũng có rất là nhiều cái mà vui, nói chuyện với anh Hà Quy thì cũng có nhiều cái vui lắm. Mà bây giờ nó thật ra mà nói không có anh Hà Quy thì nói chuyện thì buồn, mà có anh lên thì cũng không được. Tại vì hôm trước anh nói chú Cầm như vậy thì sao mình cho anh lên được. Đúng hôm không? Trước nói chú Cầm sao? Trời, anh coi thường tôi vậy anh mình đâu đi? Cái like tôi không, anh không thèm mở lên coi lại luôn á hả? Trời trong ơi, khi mà cái like đó, cái like đó nó đã lan truyền đi khắp thế giới rồi mà giờ anh không coi lại luôn. Nó cũng có lúc quay lúc hai ba cái YouTube, hai ba cái channel YouTube nó người ta chiếu lên để cho mọi người coi lại mà anh không có thèm để ý cái tình hình chính trị nóng bỏng như tôi, vậy. Tôi nói với ông Trung Vũ này nhá. Các ông ở Việt Nam, các ông ngày ngày ăn chơi nó khác. Tôi đây sáng dậy đi làm, tối về coi là anh nói vậy là không đúng rồi, anh nói câu đó là không đúng. Tôi nghiêm túc nhắc nhở anh nha, tôi nói anh ngày ngày ăn chơi nó khác là như thế nào hả? Các ông anh nói cho anh đây suốt. Nè, đây đây bây giờ mình có cái vấn đề nó nằm mà lấn cấn chỗ này nè. Anh nói là ngày ngày ăn chơi nó khác đúng không, lấy cái gì để ăn chơi? Có phải là lấy tiền thì không? Có đi làm nói sai nói có, sai có nói phải sai là lấy xin tiền lỗi không? Có phải là có nói tiền mới sai được thì ăn chơi được không? nói sai thì Trả nói lời, lại có làm phải có gì tiền cơ mới ăn chơi được không? thì biết rồi nhưng mà nói sai thì nói lại Có làm tiền gì mới ăn mà chơi được theo. đúng không, đúng hay không đã, mình trả lời vô vấn đề đi. Anh ăn chơi đâu phải miễn phí đâu, Đúng ăn chơi rồi, anh phải thanh toán anh tiền mà đúng không? Vậy tiền đó từ đâu ra? để anh phải đi làm.
tôi chấp nhận. À à, vậy mà sao anh nói là anh em tôi ngày ngày ăn chơi nó khác từ ngày này qua tháng nào, không làm cái gì hết rồi anh phải đi làm. Nói cách khác là anh keo kiệt, anh bủn xỉn, anh lấy tiền anh đi làm, anh kiếm được tiền anh không xài, anh không chịu ăn, anh không chịu nhậu, xong bây giờ anh đi đổ thừa là tại người Má ta. ơi, tôi ở bên này tôi có đi làm, tôi có tiền nhưng tôi cũng không có thời gian đi nhậu. Bởi vì sao? Bởi vì đi làm về đấy. Đi Anh có thể làm gửi về. tiền về cho Trung Mập, Trung Mập sẽ giải quyết vấn đề đó cho anh. Được. Nhưng mà loại À, đấy rất là hợp lý thôi. cứ đi làm về cái xong lại trả lời tin nhắn chắc cái xong bắt đầu lên lên mạng lướt lướt qua tí làm xong là đến lúc chiều tối lại kiếm cái chủ đề live stream thế này hết thời Anh gian phải đi hiểu vấn làm. đề như thế này, cái đồng tiền mình làm ra là để làm gì, đúng không? Mình làm ra là để đồng tiền nó phục vụ mình, chứ không phải là mình cứ phải đi chạy theo nó, đúng chưa? Và nếu như mà anh cảm thấy là anh đi làm như vậy anh kiếm ra tiền nhưng mà anh không có xài vậy, anh gửi về Nếu mà đây đấy là suy nghĩ, hay gì, nó đấy là suy nghĩ ở hay gì nó phục trong vụ cái anh đấy thì nó là, phục vụ cho anh em. đấy là các bạn may mắn, các bạn sống ở tại nước Việt Nam là một đất nước gọi là nó Thôi có vậy sự nghỉ tự luôn đi, do cái và gì mà tự may mắn. Ủa bộ đất nước đuổi anh ra khỏi nước Việt Nam bắt anh ra Hàn Quốc anh đi làm hả? Mà anh kêu là các tôi bạn may nói thật mắn. các bạn là để tôi nói ăn Trung Vũ cứ bình tĩnh. Tôi nói thật tôi ở sống ở nước tư bản giống như bên Mỹ, bọn nó đi làm nhiều khi làm có tiền nhưng không có thời gian tiêu, muốn đi tiêu không được đi tiêu, sao À biết đâu. Bây giờ mình nghỉ việc linh tinh mà đi nhậu nhẹt linh tinh như thế là thằng xa nó cắt thằng thằng chủ nó cắt việc, nè, nó cắt nếu như việc tôi thì là làm anh ngày nha, mai tôi không tao đợi cái không con được nghỉ rồi. anh lưu ly à, bởi vì anh mà khi anh phản biện với mấy người kia là anh lấy kiến thức anh phản biện, nhưng phản biện với tôi anh nói chuyện được, bởi vì tôi nói chuyện không có theo kiến thức đó. Có nghĩa là bây giờ nếu như tôi là anh, đúng không, anh kiếm ra tiền anh không có cần phải nghe cái con nhỏ kia nó nói chuyện, nó đuổi, nó đòi vợ chồng nó gì đuổi, nó cắt visa của anh, đuổi anh khỏi Hàn Quốc, anh về Việt Nam anh sống không khỏe à? Thì vẫn biết là như thế nhưng mà bây giờ mình làm việc mình phải theo đam mê của mình chứ, mình chót đam mê công việc rồi, chót đam mê À rồi thì ra là thì một cái đôi sự khi đam nó còn phải đam mê nữa đấy, đừng có đùa. mê. No, 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 no. Bất cứ một cái gì gái đi làm cũng phải theo đam mê nữa mà, Cái gì đúng cũng phải có không? đam mê Gái đi làm nó còn theo đam mê nữa, nói chi là cái chuyện mà nhưng mà anh đi làm lao chỉ động trừ như thế tầm gym này. của thằng Duy Nguyễn là không không phải là đam mê đâu đấy. Anh mà đam mê nó là anh chết, anh đam mê là anh chết, Đó. Nói chung đúng là không? nó ở bên nước ngoài nó khổ này, cái con người nó bán thời gian gần hết cho công ty rồi, mình không còn tự chủ cái thời gian của mình nữa đâu. Đó, ở Việt Nam thấy anh em mà kể cả là cuộc sống của Việt Nam mình vẫn cảm thấy thích hơn, là ví dụ các bạn đi làm về xong chiều tối tối đến phóng xe đi cà phê cà pháo, chứ còn ở những nước tư bản tôi nói thật không có cái thời gian đó. Bạn đi làm về cái là về nhà cơm nước xong cái là tối rồi, là lại bắt đầu tiếp tục xem tí tin tức cái là lăn lên giường ngủ, sáng mai lại tiếp tục như vậy, thời gian nó không có. Nên nhiều khi các bạn bảo mình không đi nhậu nhẹt không chơi bời à, nói thật đi chơi cũng được nhưng đi chơi ngày mai mệt lắm, không thể làm nổi bởi vì nó cái thời Trời, gian ngủ nó không có. anh chưa lấy vợ mà, đúng không anh Loli? Anh chưa có vợ con thì Em nghĩ là bây giờ mà anh mà từ Hàn Quốc mà anh về Việt Nam xong anh đi xin đi tu luôn đi. sao tu bình thường. Mà Em mày thấy anh đi mà tu đi chú chứ thì bây kém giờ anh có anh 2 năm, chú thì cũng chỉ kém anh có 2 năm thì cũng thế có khác gì, sao không thực lấy ra là vợ. cái em không lấy vợ ở đây không phải là êm ế mà là em sống một mình theo đam mê. Em đã Thì nói với anh hồi nãy, anh tạm em mình nói với thời nhau có rồi, vợ em đi. tất cả chúng ta đều có, tất cả chúng ta đều có đam mê, đúng không? Em là em đã sống một mình theo kiểu đam mê, mình nói chuyện với nhau phải có sự thẳng thắn như vậy chứ. Mà giờ anh không thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bản thân anh không muốn đi chơi, anh không muốn làm gì hết, thôi anh đi tu cho Tạm rồi đi thời chứ, là tạm cuộc thời sống thì còn gì em nào đi niềm vui theo nữa. đam mê. Ừ, cũng có gì Thì đâu, đó, đi cô Thảo nhậu Nguyên luôn. cô nói kìa, mọi người rất là thông cảm cho anh rồi, thấy không? Bởi vậy Bình á, thường. anh nói chuyện bởi vậy người ta nói chuyện, anh nói chuyện với mấy cái thằng bao que anh vặn cổ nó về kiến thức được, với anh nói chuyện với em kiểu này là anh chết, chết Anh hẳn. cưỡi. Thực ra thì hôm nay anh vào nhà chú anh vì nhường chú Mình, vì thật nhường ra chú anh em mình, phòng. bây giờ đó, em không có, em là không có giống như cái kiểu anh Bằng hay là anh Bình Dương, có nghĩa là quân địch chết hết rồi, bây giờ mà mình quay qua mình giết nhau là không có kiểu đó. Bây giờ là mình đang nói chuyện trên cái tinh thần là chọc Nhưng mà ghẹo nhau, vui đùa nhau, bây giờ thỉnh ai thoảng bị cũng đâm phải nhiều chọc nhát chọc, hơn người đó thiệt thôi. thỉnh thoảng gọi chọc phát để cho nó nhảy dựng lên thế thôi, cần gì phải giết.
Viết làm cái gì, viết mỏi tay mà có cái gì còn bị mang tiếng này nọ nữa. Em nói anh á, viết ở ngoài đời á thì đi tù, chứ còn viết trên mạng tối về buồn lắm. Mình viết nhất là viết anh em mình tối về buồn thiêu thiêu, không ngủ Ừ, được. đấy.